Xin chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị trở lại với kênh của Dự Diệt Chồng Amis. Hôm nay là ngày Chủ nhật, cũng là ngày lễ Giáng sinh. Sau khi mà đi nhà thờ về đó, thì gia đình của Nhi ghé qua nhà bà nội nuôi David. Bởi vì hôm trước đó thì bà có mời bữa ăn cho ngày lễ Giáng sinh. Anh xã của Nhi với ông xã của cổ thì điều khiển flycam, còn Nhi với cổ dắt David đi vòng vòng cái khu này. Sẵn Nhi quay cho cô chú anh chị coi luôn nha. Khu này có tên là Fairfield Glade. Thì cái khu này là khu mà đa số là những người mà họ nghỉ hưu nhiều nhất. Họ về đây từ tất cả mọi bang. Khu này cũng là một trong những cái khu đắt đỏ ở tại thị trấn này. Nói chung không phải là nhất, nhưng là một trong cái khu mà có nhiều người họ tập trung vào trong câu lạc bộ mà đánh bóng chày. Nhi không nhớ là cổ nói bao nhiêu mẫu đất ở trong cái khu này. Tuy nhiên ở trong cái khu này thì có khoảng 7 sân đánh bóng chày. Thường những khách du lịch đó, mà họ đi qua đây đó, thì họ sẽ vào khu này để họ thuê nhà nghỉ. Sau đó là họ sẽ tham gia vào câu lạc bộ đánh bóng chày. Chủ yếu của họ là như vậy. Ở trong khu này thì có những điều kiện rất là gắt gao. Mình không có được tự do sửa chữa. Nói chung là Nhi cũng không biết nhiều về những cái điều kiện, nhưng mà cũng nghe kể sơ qua. Đó là khi mà mình đốn một cái cây hoặc là mình làm cái gì đó, mình cũng cần phải xin phép. Và cái người mà quản lý tại đây đó thì họ muốn mọi thứ đều phải giống nhau, chứ không có được cái sự khác biệt. Nếu như mà mình sống ở khu này đó thì mỗi ngày mình đều nghe cái tiếng của xe cấp cứu, là những người già, những người lớn tuổi. Tuy nhiên nói về hưu, nhưng mà chính cô và cũng như là những người lớn tuổi ở trong khu này, họ thường tạo điều kiện cho mình những cái công ăn việc làm, chẳng hạn thiêu thùa, may giá, hoặc làm những cái đồ thủ công để đem đi bán những cái hội chợ hoặc là những cái nơi mà tổ chức hội chợ. Ông xã của cô là một người đam mê đánh bóng chày, cho nên cô biết được giá cả của mỗi cái bóng chày và cái hiệu của nó như thế nào. Giá của cái bóng chày đó là khoảng từ 4 đến 5 đồng, thậm chí là mười mấy đồng cũng có. Thường bắt đầu mùa đông đó, bắt đầu lạnh đó, thì những người trong câu lạc bộ họ ra ngoài này họ giống như là dọn dẹp và nhuộm lượm những cái bóng chày, hoặc là có những người mà họ rảnh đó, họ qua này họ lượm, và cái số bóng chày đó thì sẽ được bán lại. Cho nên ngày hôm nay cô dắt David ngoài này để lượm bóng chày, để mà cho David đem đi bán lại, và cái số tiền đó David sẽ được giữ. Cái khu này thì cũng có cái bờ hồ rất là đẹp, rất là lớn, và những cái ngôi nhà bên phía bờ hồ đó trị giá khoảng 1 triệu hoặc là hơn 1 triệu đô. Nhi có hỏi anh xã của Nhi đó là lúc mà về già đó có muốn giống như vợ chồng chú hay không? Đó là mình không làm việc nữa, nhưng mà mình về hưu, sau đó mình đam mê đánh bóng chày. Mà anh nói chắc nịch đó là không. Đam mê của anh đó là được làm việc. Nếu như mà không được làm việc này thì anh sẽ tạo một cái công việc khác để anh làm. Yeah. Shall we go back home? Very nice. Nice. He can walk on the ground, the slide. Okay. No, you cannot turn though. He say, can he touch? Oh yeah, you can touch. Okay. Touch all the rock. Yeah. Are you tired? No. Okay. You're gonna build muscle, huh? Give us a leg press, huh? Beside the tree, see it?
Oopsie. You want to put it in the bucket? Pick it. Come on, pick it. Well, somebody else pick it. Oopsie. Hi. Hi, how you doing? Good. It's like an Easter egg hunt here. Put in a bucket. Okay. Do you let go? Run! One, two, three, gun! Ooh! Rose marshmallow. Should we turn them over? Can you turn them? Want to turn it? Look at that! It's nice and brown. Darky likes it, so maybe you wanna hold it, help him hold it. Oh, I never wrote marshmallow before. Oh, wow! We got a whole bag there. Oh, look at that! Isn't that so good? Yeah, it's marshmallow. Have to wait just a little bit. You might want that's probably not good enough if you fall it off pretty soon. Let's go this way. Let's get one more side. Oh, it's on fire. It'd be pretty soft right now, so you'll have to wait just a little bit before you take them off. Oh, okay. Yeah, hold on to it. Might get a little bit sticky, but that's what youngsters do. They get sticky. The first time we ate it. This is the first time he ate marshmallow. Oh. This is an experience. Oh, great. A roasted marshmallow. Oh, he got it off. What do you think? Say thank you. Thank you. Bữa nay thì anh chuẩn bị đi xịt cái dạng này là một cái dạng gọi là cho mấy cái mụn cưa, không phải mấy cái cây mà đốn món bữa của chú anh chị. Nó mục ra. Đó, cái bình đó là để xịt đó. Sáng giờ là anh xã Nhi ảnh xịt ba cái dạng nước để mà làm cho mấy cái cây đốn hôm bữa đó nó mục rửa đi đó. Bây giờ anh đi qua bển nè. Bây giờ hiện tại ở ngoài đang mưa với lại lạnh lắm, tại vì anh cố gắng làm hôm nay để cho xong. Xin chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị trở lại với kênh của Dự Việc Chồng Amis. Hôm nay là ngày thứ ba, đã qua Giáng sinh rồi cho nên là nhà Nhi sẽ trở lại với công việc. Thứ bảy đó thì nhà Nhi đã trồng xong hết khoảng hơn 600 cây. Đó là gồm có những cái cây lê Hàn Quốc với lại là blackberries với lại diệt quất với lại táo sun Mỹ nữa. Thì vẫn còn nhiều nữa vẫn chưa có trồng. Là sắp tới này sau khi tuần này á, sau khi mà xong đó và khi mà có cây về rồi đó thì bên chỗ mà bán cây giống đó, họ sẽ báo cho mình thì sẽ đi lấy về trồng thêm nữa, có thể là khoảng 600 mấy nữa. Thứ bảy xong rồi thì chủ nhật với lại thứ hai thì gia đình của Nhi cũng bận Giáng sinh. Những ngày đó thì nói chung là cũng dành ngày nghỉ. Chủ nhật thì lợi nhà bà nội nuôi của David để mà ăn trưa rồi ở đó chơi. Thứ hai đó thì Nhi cũng đi qua một cái thành phố khác. Bự hơn thành phố này rất nhiều, chỗ đó nhiều người Việt ở lắm. Thì có một cái chị bạn Việt Nam mời qua đó để ăn lễ Giáng sinh là ngày hôm qua đó. Ngày hôm nay thì Nhi không có tiếp anh xã được, tại vì ảnh xịt cái đó bằng máy. Với lại ngoài trời đang mưa mà David thì cũng không thể nào ra ngoài được. Tuần này thì Nhi không có tiếp anh xã. Từ khi nào mà kiểu như cần lắm á thì Nhi mới tiếp, chẳng hạn như trồng cây hoặc là gãi ba cái mùng cưa đồ đó thì Nhi sẽ tiếp.
Còn không thì Nhi sẽ trong nhà dọn dẹp nhà cửa. Tại vì nhà Nhi lúc nào cũng dơ, với lại lúc nào cũng bề bộn hết. Tại vì dân làm nông mà cô chú anh chị. Với lại là Nhi cũng chuẩn bị một số mặt hàng, giả hạn như những cái túi mắt, hoặc là những cái mà để choàng cổ, để làm ấm đồ đó, để chuẩn bị cho mùa hè sắp tới. Tại vì mùa hè thì Nhi không có may được, Nhi may vào mùa đông rồi Nhi giữ trữ hàng ở đó, rồi đến mùa hè Nhi bán, hoặc là Nhi cũng bán trên mạng, đồ cũng có. Cho Nhi 30 giây quảng cáo cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào ở Mỹ đó, nếu mà cần những cái mặt hàng chẳng hạn như là nến thơm, hoặc là túi mắt, hoặc là những cái mà quàng cổ để làm ấm, với kiểu như cũng giống như kiểu massage đồ đó, bằng thảo dược tự nhiên đó. Ở trong những cái túi đó thì Nhi chỉ có để gạo với lại bông oải hương với lại tinh dầu oải hương, chỉ có bao nhiêu đó thôi, còn không có để thêm gì nữa. Còn dạng nến thơm á, thì Nhi làm theo cái dạng như tự nhiên, Nhi không có để sáp hóa học. Cho nên là khi mà mình đốt, cái khí đốt á, nó sẽ không có chất độc, giống như là một cái dạng sáp gọi là paraffin, là như vậy. Rồi Nhi cũng có bán thêm nước sốt, Nhi cũng có bán túi thơm oải hương, Nhi cũng có bán tinh dầu oải hương nữa. Cho nên cô chú anh chị nào nếu mà tò mò và cần mua đó, thì cô chú anh chị cứ liên hệ trực tiếp với Nhi, hoặc là cô chú anh chị có thể vào trang web của Nhi tên là Rachel Farm TN đó, thì sẽ có những cái mặt hàng để trên đó. Nói là Giáng sinh được nghỉ, không có bận, chứ nhưng mà thật ra cũng có nhiều cái đang chuẩn bị lắm cô chú anh chị. Chẳng hạn như là có những cái thiệp mình cần phải viết để mà gửi tặng cho người thân nè. Vào dịp Giáng sinh á, thì ở bên đây họ vẫn còn giữ cái thói quen đó là gửi thiệp rất là nhiều. Đặc biệt là đối với người Amish á, thì họ không có phải kiểu như là gọi điện, hoặc là họ sẽ gửi những cái tấm ảnh qua mạng này kia, nhưng mà họ sẽ gửi cái thiệp như thế này nè. Đó, cái này, cái thiệp này là từ một cái người chị thứ mấy của anh John, như không có nhớ rõ. Thật ra trong gia đình của anh John có 8 người, nhưng mà anh John là Úc á, nhưng mà Nhi chỉ gặp được một vài người thôi, còn một vài người Nhi vẫn chưa có gặp được. Và đây là một trong những cái người mà Nhi vẫn chưa gặp. Đây là chị gái, và chị thường hay gửi thiệp, gửi thư lắm. Và đối với những người Amish á, thì họ không có gọi điện, kiểu như là buôn chuyện, giống như kể nhiều giống. Nhưng mà chỉ có duy nhất một mình mẹ của ảnh á, là kiểu như mùa hè đó, thì mẹ mới gọi điện, rồi nói chung là nói chuyện qua lại, rồi kể những cái gì đã xảy ra thôi. Chứ không có nói nhiều, với lại cũng không có gọi thường xuyên. Còn mấy anh chị của ảnh á, thì là thường là gửi thiệp, hoặc là cháu cũng cũng vậy, thì gửi thiệp, rồi trong thiệp á, thường là ghi rất là nhiều. Cái thiệp này là ghi đầy luôn cô chú anh chị, hoặc là ghi thêm mấy tờ giấy nữa, chẳng hạn như kể là chuyện gì xảy ra rồi này kia nọ. Cái thiệp hồi nãy Nhi đưa lên đó là thiệp của một cái chị gái ruột của ảnh á, ở bang hình như Pennsylvania. Nhi chưa gặp mặt, thì ở một cái thị trấn khác, cũng xa lắm, cách chỗ mà Nhi ở hồi đó cũng xa, cho nên là chưa từng đến đó bao giờ. Thì chị cũng có nhiều đứa con lắm, chắc cũng phải 8-9 đứa gì đó. Làm nói chung là bên chồng của Nhi á, là mỗi một chị hay anh rồi đó, là con là tự phải từ 5 đến 10 hay là mười mấy cũng có. Thì vì sao mà Nhi lại kể cái chị này? Tại vì á, Nhi ngạc nhiên lần đầu tiên chị kể đó là trong cái tháng vừa rồi đó, là chị đi đám cưới tới 11 cái lận. Tại vì người Amish rất là nhiều con, và dòng dòng ở trong cái cộng đồng, trong nhà thờ đồ đó, là nói chung là đám cưới liên tục, và không phải là đám cưới cả năm, mà thường đám cưới của người Amish á, thì chỉ tổ chức duy nhất vào tháng 11 hoặc là đầu tháng 12 là xong. Còn chẳng hạn như tháng 1, tháng 2, tháng 4, từ tháng 1 đến tháng 10 đó là sẽ không có đám cưới. Và nếu như mà họ có dự định hoặc là họ có kế hoạch rồi đó, thì đám cưới đó được phải tổ chức vào tháng 11 hoặc là đầu tháng 12. Cho nên là mỗi một gia đình khi mà họ đi dự đám cưới đó thì nói chung là rất là nhiều. Có khi một ngày là họ phải đi tới mấy đám, giống như kiểu luân phiên rồi đó. Cho nên chị của Nhi, chị gái của ảnh đó, là đi tới 11 cái đám cưới trong vòng tháng rồi. Là tuần tới này mẹ chồng của Nhi với một chị gái thứ hai sẽ đi Florida để mà
trú đông. Tại vì bên bang Pennsylvania rất là lạnh. Hôm trước đó thì mẹ chồng của Nhi có gọi điện cho ảnh, cho anh xã của Nhi nói rằng là từ ở đây á mà đi lên Florida là khoảng bao lâu. Tại vì là cũng đã một năm rồi nhà của Nhi vẫn chưa có về lại quê cũ, cho nên là kiểu như bà cũng nhớ. Nói chung là họ không có kiểu như đòi hỏi mình phải về, nhưng mà họ cũng kiểu như muốn mình về, cũng ước ao mình về đó. Nhưng mà nó mé mé chứ không phải là hỏi chừng nào về, rồi mày phải về thăm tao này kia kia nọ gì đó, chứ không có. Chỉ có hỏi kiểu mé mé vậy là khoảng bao xa. Hai vợ chồng của Nhi cũng đang dự định là coi là nếu mà được thì có thể sẽ đi Florida, hoặc là có thể sẽ trở về Pennsylvania. Tại vì còn có rất là nhiều người cần phải thăm lại đó. Ở bây giờ Nhi được cái chén này. And put in there. Put in here. Can you put in here please? Okay, put in the dryer. And close the door. Harder. You got it? Okay, can you turn it on, please? Turn it on. The next one. Yeah. And then start. Good job. Thank you. Can you open this one? This laundry? The washer? Okay. You're so helpful. Oh, thank you. Let me see. Harder? Harder? Okay, you. Okay, can you turn it on? Okay. Right? Okay, that's good. Okay, start. Thank you. That's good. Thank you.